sao sợ mùi nó không sao. À con này thì leo lên đây là con này đẹp chưa nhỉ, đấy nhìn này, nhìn này, nhìn này. Ê con này cũng đẹp này, nhìn đây con này, các máy quay này, đầu liền cổ luôn, ốm đẹp lắm nhá. Đẹp chưa, đây vẫn là con đấy đấy nhưng có lên nhiều đâu, đấy rộng tốt đấy, tao tèo đây này, đây con đây địt bà Bạch Thành bay chưa, chưa con đấy vẫn chưa bay, con Bạch Thành bay rồi, Bạch Thành bay qua mà, con này đẹp quá em ạ. Thôi mình có mồm mày tắt tắt thì tắt đi. Mày tắt mẹ nắng chưa? Ôm ấp cái đéo nó đang nắng gì mà. Im để nó lên. Tối nay đi thì cho mày đi đá gà. Đồng ý không? Đi đâu? Tao đi đá gà này. Đôi kia đâu à? Đôi kia đi rồi, đi xuống dưới rồi. Xuống dưới kia? Ừ. Không, xuống dưới bụi thôi. Thế à? Xuống dưới bụi nó nhìn thấy thì đi đánh làm sao nữa. Đấy, giọng hay hết. Đến con dưới bụi nó vẫn hót mà. Không phải con kia đâu, con kia quẹt quẹt không đã hót đâu. Ờ, rồi, có hót rồi nhưng không phải giọng đấy. Đấy, giọng nó đấy. Biết rồi, ý là giọng của con đến bây giờ đang cánh ác rồi. Nhạc. Này đi, nhìn, đừng có rung. Thôi, con này nó chịu rồi. Rung cái đi, thằng này. Đang lăng cái ôm ấp. Ngồi gọi các kiểu mình không lên mà. Đi để cho nó lên. Hình như Bạch Thành ở đâu đang đến hay sao? Đang dọa nhau đấy. Bách tao sợ có khi cái con kia có khi nhảy phát nó lên lồng luôn ấy. Lên lồng nhảy luôn đấy. Nên không, tao sợ nó nhảy vào lồng lồng luôn. Ờ, nhảy vào lồng luôn em bỏ rồi, nó dập tròn đấy. Bây giờ đang chơi tiếp rồi, đúng không? Ừ. Chứ nó không nhảy lên cái xoay. Nhảy khi lên vào lồng lồng luôn. Thế nó nhảy lại quay quạng. Ấy, nhảy ngay rồi. Tao đoán ngay cái lực dưa đấy cơ. Em bọc này từ đầu. Cái xoan của anh cao quá. Kể cả sập con này cũng được. Ở đôi kia đúng không? Ờ, đôi kia gì ấy, dưới đấy, đấy. Ở đấy nhìn đẹp phết đấy, nhưng không đẹp bằng con kia. Không bằng con này được. Cái Thành. Cái Thành á? Ừ. Đấy, hót này rộng được phê chứ. Con nữa to đúng rồi. Này, anh treo lại mi nó đá đít. Hay là treo lại? Treo lại giờ nó chưa đấu căng, bay mẹ mất. Cái mẹ nó đúng không? Cái mẹ... Đôi này mà bây giờ mà đúng là có chỗ điểm treo chết chặt. Chết. Quả vừa nãy vừa đi mẹ mới thế đá là chết rồi nhỉ. Con mái đứng dưới. Có chim sập rồi, xuống.